Xin chào các bạn, hôm nay tôi trả lời cho các bạn rõ về vết sẹo của tái tạo thành bụng có được che khuất hoàn toàn khi mặc bikini ở bãi biển hay không. Nếu các bạn là người đến với em cách đầu tiên thì em cách cam kết rằng độ dài của cái sẹo sẽ nằm gọn vào trong hai cái xương, hai cái gai chậu trước trên này, cho nên các bạn hoàn toàn được che bởi cái bikini. Điều thứ hai là độ lớn của vết sẹo, thì độ lớn này các bạn tuân thủ theo những lời dặn của em cát thì độ lớn của vết sẹo luôn luôn mảnh và dưới cái bề mặt da. Trong trường hợp 10 đến 15% sẹo nó có gồ lên bề mặt da thì em cát vẫn có SPF và tế bào gốc để xử lý cho nó sẹp xuống. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.